trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa con nước chia đôi bờ. Dạ thưa ông, con mời thầy Lan về rồi nào. Vậy hả, đưa thầy Lan vô phòng tư đi. Dạ thầy đi với con. Ừ. Dạ mời thầy. Con có mời được bà mụ tới rồi. Chào ông bà. Dạ cho phép bà mụ vô xem giúp chị Tư nha. Có đứa nào ở dưới không? Đưa bà mụ vô phòng mở tư nè. Dạ. Đi mời bà theo con. Đi Mau. Vợ bay nó sanh khó mà bay không lo. Bay đi lo cho vợ người ta làm sao. Thôi mà, bây giờ cứu người là chính. Đi. Dạ con xin phép. Ông này thiệt là. Ông bà ơi. Cái gì ông bà nữa ơi? Mở tư gì? Mở tư sinh rồi. Vậy hả? Mày nói gì? Nó chưa tới ngày sanh mà sao nó sanh? Dạ mở tư sinh non. Nhưng mà đứa bé chỉ được bình an. Nó là con trai hay con gái vậy? Dạ là con gái. Cô ta may mắn thiệt. Sinh non sớm như vậy mà mẹ con vẫn còn sống. Hên quá, con gái thì không thể thừa kế được. Dạ. Dạ, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Mẹ con nói sao rồi bà mụ? Giờ thì mọi việc đã ổn. Nhưng... Nhưng sao hả? Vì mà ấy sanh non, lại ra máu nhiều. Sau này rất khó có con nữa. Sao? Thầy nói sao? Sau này nó không sinh con được nữa hả? Tôi không dám khẳng định là không. Nhưng theo tình hình này thì mợ ấy sau này rất khó có khả năng đầu thai lại. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.